Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Nông Đức Di, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Cạn về hành vi giả mạo trong công tác. Chỉ trong thời gian ngắn từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 6 vụ án, khởi tố 11 bị can về các tội danh khác nhau, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, giả mạo trong công tác đưa hối lộ và nhận hối lộ. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ xác định, mặc dù các công ty hoạt động tư vấn về môi trường không có máy móc thiết bị, không có nhân lực chuyên môn về tư vấn môi trường, nhưng vẫn thực hiện hoạt động tư vấn, lập hàng trăm báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án trên địa bàn cả nước, thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng. Công an tỉnh Phú Thọ thông tin thêm, đây là lần đầu tiên trên toàn quốc cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành khởi tố xử lý các đối tượng về hành vi làm giả báo cáo đánh giá tác động môi trường việc lập giả báo cáo đánh giá tác động môi trường diễn ra trong thời gian dài liên quan đến nhiều tỉnh thành có sự tiếp tay móc nối tạo điều kiện của cơ quan quản lý nhà nước hiện công an tỉnh phú thọ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng liên quan theo đúng quy định của pháp luật